Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin cho biết là một cây anh đào mang tên cô đơn gây sức hút rất bất ngờ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Theo thông tin trên tờ báo Washington Post cho biết rằng cây anh đào mang tên là Stumpy ở Washington DC đã thu hút đám đông đổ về và ngắm trong tuần trước và truyền cảm hứng cho nhiều người với khả năng chống chọi trước ảnh hưởng của biến đổi môi trường. Trong ngày 1 tây tháng 4, trong lúc hoa anh đào ở hồ Tidal Basin nở rộ thì cây anh đào Stumpy đã thu hút đám đông đến chụp hình. Stumpy là một cây hoa anh đào nằm ở phía nam của hồ Tidal Basin ở Hoa Thịnh Đốn. Cái tên Stumpy được đặt cho cây hoa anh đào vào năm 2020 sau khi một tài khoản trên Reddit đã đăng bài và viết rằng cây đang chết dần như là tình yêu của anh. Kể từ bài đăng đó, mức độ phổ biến của cây anh đào đã tăng lên hàng năm. Khả năng phục hồi và chống chọi của cây anh đào Stumpy là điều giúp cho cây này được ca ngợi và tôn vinh. Trong suốt cả năm thì rễ của Stumpy bị ngập trong nước lợ từ thủy triều của dòng sông Potomac thế nhưng cây này vẫn sống từ năm này qua năm khác nở hoa vào mỗi mùa xuân cây anh đào nhỏ này nở hoa rực rỡ như là những cây anh đào lớn và khỏe mạnh nằm trên vùng đất cao hơn một nhiếp ảnh đa trong khu vực của hoa thịnh đốn đó là dave lyon cho hay stumpy là một cây hoa anh đào độc đáo và được nhiều người yêu thích vì nó bé nhưng có thể đối phó với lũ lụt ở tại tidal basin cây nở đầy hoa anh đào tươi đẹp mọi người đều cổ vũ cho chàng trai nhỏ này. Phóng viên của tờ Washington Post phải xếp hàng để chờ chụp ảnh với cây Stumpy đang nở hoa. Người này đã chia sẻ về hình ảnh của cây hoa anh đào ở bên cạnh Tidal Basin trong suốt 20 năm và chưa bao giờ thấy được một cái cây nào mà thu hút được nhiều sự chú ý như vậy cây Stumpy trong năm nay trông còn đẹp hơn là những năm trước, thời kỳ nở hoa kéo dài trong năm nay vì không có gió mạnh và nhiệt độ khắc nghiệt cho phép du khách thưởng ngoạn hoa Stumpy hơn một tuần lễ, nhưng tương lai của cây Stumpy này được cho là rất ảm đạm, mực nước của Tidal Basin tiếp tục dâng cao và bờ nam của nó thì đang chìm xuống. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trust for the National Mall là bà Catherine Townsend cho biết rằng mặc dù Stumpy là hiện thân của sự kiên cường và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, cây này cũng là một biểu tượng cho nhiều thách thức mà những cây hoa anh đào khác trên Tidal Basin phải đối mặt, trong đó có việc biến đổi khí hậu. Thủ đô Paris của nước Pháp sẽ cấm việc sử dụng chiếc xe điện scooter đa số người dân paris trong ngày hôm qua đã bỏ phiếu về việc cấm xe scooter điện lưu hành trên đường phố của thủ đô nước pháp cho dù cuộc trưng cầu dân ý này không mang tính chất bắt buộc tuy nhiên giới chức của thành phố paris cho biết là họ sẽ thực hiện theo ý kiến của đa số người dân trên trang mạng của thành phố Paris, tỷ lệ của người dân thành phố bỏ phiếu cấm xe scooter điện giao động từ 85.77% cho đến gần 92% ở tại 20 quận hạt đã công bố kết quả. Đồng thái nói trên đã diễn ra trong bối cảnh nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đang siết chặt các quy định về xe điện scooter nhằm hạn chế số người sử dụng, tốc độ chạy xe và nơi để xe. Năm 2021, ở Pháp có 24 người tử vong trong các tai nạn liên quan tới xe scooter, trong đó có một người ở Paris. Năm 2022, thủ đô Paris ghi nhận 459 vụ tai nạn liên quan tới xe điện scooter và các loại phương tiện tương tự và trong đó có 3 vụ gây chết người. Từ năm 2018, người dân Paris có thể ghi danh sử dụng xe scooter điện qua các ứng dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, sau khi bị chỉ trích về cách thức triển khai từ năm 2020, Paris đã cắt giảm xuống chỉ còn có 3 nhà vận hành loại phương tiện này và ký hợp đồng thời hạn 3 năm với họ, yêu cầu tốc độ tối đa của scooter là 20 km giờ và bắt buộc phải thiết kế khu vực để xe các hợp đồng hiện tại có thời hạn đến tháng 9 sắp tới đây và các nhà vận hành loại phương tiện này cũng đã bổ sung các quy định khác trong đó có việc kiểm tra người sử dụng phải đủ 18 tuổi trở lên, gắn biển xe để cảnh sát có thể xác định người vi phạm giao thông và hạn chế chỉ có một người sử dụng phương tiện mà thôi phát hiện ra một loài cá sống ở độ sâu hơn 8.300 mét dưới đáy biển. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Biển Sâu thuộc Trường Đại học Mindaroo ở phía Tây Australia và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hàng hải Tokyo đã phát hiện ra loài cá ốc thuộc Chi Perdoli Paris ở độ sâu 8.336m dưới biển ở rãnh Izu Ogasawara, phía đông nam của Nhật Bản. Đây là một loại cá sống sâu nhất dưới đại dương và được phát hiện qua hình ảnh camera. Đoạn video được quay bằng thiết bị camera thả xuống từ một chiếc tàu nghiên cứu biển sâu trong một chuyến thám hiểm kéo dài 2 tháng. Bắt đầu vào năm ngoái, vài ngày sau sau khi họ phát hiện ra con cá ốc ở độ sâu này cũng ở rãnh izu Ogasawara các nhà khoa học đã phát hiện ra hai con cá ốc khác cũng thuộc loại Pilopiaris Belavaji ở độ sâu 8.022 m và trước đó kỷ lục về vùng nước sâu nhất có cá được xác lập trong năm 2017 khi các nhà khoa học phát hiện ra loài cá ốc Mariana ở độ sâu 8.178 m dưới rãnh Mariana nằm ở Tây Thái Bình Dương. Đây được coi là một điểm sâu nhất trên trái đất. Cá ốc thuộc nhóm sinh vật đa bào được biết đến có hơn 400 loài. Loài cá này có môi trường sống đa dạng từ những vùng nước nông đến những vùng nước sâu thẳm nhất ở dưới đáy đại dương. Theo lời của giáo sư Alan Jemison, trưởng đoàn thám hiểm, nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường, một số loài cá ốc có thể sống trong những vùng nước sâu hơn 1.000 mét so với các loài cá biển sâu khác ở độ sâu 8.000m dưới nước áp suất lớn hơn 800 lần so với trên bề mặt đại dương. Gần 10 năm trước, thì giáo sư Jamison cùng với các đồng nghiệp đã đưa ra một giả thuyết rằng về mặt sinh học thì cá không thể tồn tại ở độ sâu hơn 8.200 đến 8.400m giải thích về việc phát hiện cá ốc ở độ sâu hơn 8.300m, ông Jamison cho hay rằng cá ốc thích nghi tốt với môi trường biển sâu, có thể là do chúng không có bong bóng và vẩy. Thay vào đó, cá ốc có một lớp màng gần giống như là gelatin, giúp cho chúng thích nghi về mặt sinh học với môi trường biển sâu. Sau có bản tin giải trí cho biết là nữ minh tinh Reese Witherspoon đã ly hôn sau 12 năm. Theo thông tin trên trang People, ngôi sao của bộ phim The Morning Show, minh tinh Reese Witherspoon đã nộp đơn lên tòa án quận Davidson thuộc tiểu bang Tennessee trong cuối tuần qua, với lý do là có những khác biệt không thể hòa giải. Nữ diễn viên cho hay là họ đã ký hợp đồng trước hôn nhân trước khi cưới, và cô cũng như là Todd sẽ chia đều quyền nuôi con trai Tennessee James 10 tuổi hai người thông báo chia tay hồi cuối tháng 3, cho, cho thông báo cho biết là sau khi cân nhắc kỹ chúng tôi quyết định ly hôn cho dù rất khó khăn cả hai đã trải qua nhiều năm tuyệt vời và sẽ bước tiếp với tình yêu sự tử tế tôn trọng lẫn nhau chúng tôi hy vọng mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm này nữ diễn viên Reese Witherspoon Sinh năm 1976 là diễn viên Kim doanh nhân người Mỹ, cô được biết đến qua các bộ phim như Legally Blonde, Walk the Line, Water for Elephants. Trong hơn 3 thập niên hoạt động, nữ diễn viên đã đoạt được nhiều giải thưởng uy tín như là giải Oscar, giải Quả cầu vàng, BAFTA hay là giải Emmy. Whistlepool nhiều lần vào danh sách diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Trong những năm gần đây, cô mở hãng phim mang tên Hello Sunshine và tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Nữ diễn viên Whistlepool và Jim Todd hẹn hò trong năm 2010 và kết hôn một năm sau đó. Nữ minh tinh này đã từng cưới diễn viên Ryan Phillips từ năm 1999 đến 2008. Có hai người con chung đó là Ava, 23 tuổi và Deacon, 19 tuổi. Tiếp nữa là bản tin điện ảnh cho biết là hãng Netflix bị kiện vì làm bộ phim No Limit sai sự thật. Theo thông tin trên trang Variety, vận động viên Ferreras đã nộp đơn kiện lên tòa án ở California hồi giữa tuần và cho rằng bộ phim ám chỉ là anh đã giết vợ. Phim No Limit kể về Pascal Gautier và Roxanne O'Pry. Hai nhân vật này là một phiên bản tưởng tượng của cặp vợ chồng vận động viên. Kịch bản xây dựng người chồng ghen tức với thành công của vợ. Ở cảnh cao trào thì phim ám chỉ là vai nam chính đã cố tình phá hỏng bình dưỡng khí của Aubrey, dẫn tới việc người vợ bị chết đuối khi lặn. Ở ngoài đời thì cả hai vợ chồng Ferraras đều đạt được thành tựu trong cộng đồng vận động viên lặn trên thế giới. Cô Mestri đã qua đời sau một vụ tai nạn khi đi lặn ở Cộng hòa Dominica trong năm 2022 vì trục trặc thiết bị. Sau tai nạn thì có nhiều giả thuyết được đặt ra về việc Ferreira có liên quan trực tiếp tới cái chết của vợ. Vận động viên Ferreira hiện nay đang sống ở Cuba cho đài Variety biết qua điện thoại rằng tôi không hiểu sao mà người ta có thể làm được những bộ phim như vậy. Họ thay đổi hoàn toàn câu chuyện và biến nó theo hướng mà họ muốn. Điều đó khiến cho tôi rất đau lòng. Ferreras cũng đã khẳng định là đoàn làm phim không liên lạc với anh, vận động viên chỉ biết đến phim No Limit chỉ một tuần sau khi nó phát hành trên trang mạng Netflix và không thể xem hết. David Rosenthal là một đạo diễn kim biên kịch của bộ phim No Limit cho biết rằng ông đã tham khảo ký lưỡng ý kiến của các luật sư trước khi sản xuất. Ông nói, câu chuyện giả tưởng này nhiều lần được công chúng biết tới xuất hiện trong các phim tư liệu và bài viết hay là sách vở. Những gì mà tôi viết đều là giả tưởng với những nhân vật không có thật. Tôi nghĩ rằng vận động viên Ferreras muốn kiếm thêm một chút tiền bằng việc kiện Netflix. Bộ phim No Limit đã ra mắt trên trang Netflix hồi tháng 9 năm 2022 và đứng đầu danh sách phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất của nền tảng này chỉ trong vài tuần. Nhà sản xuất thông báo từ đầu đây là một tác phẩm giả tưởng và mọi sự giống nhau nào với người thật là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, phim cũng chú thích đến các tình tiết dựa trên các câu chuyện có thật. Đoạn cuối thì đạo diễn đã để một cảnh có hình ảnh của Audrey Mastry và thông tin về cái chết của cô.